Ngọc không được gì phải sân si với ai cả. Thứ nhất, hôm nay Ngọc nói luôn, bởi vì hôm trước là Thảo có lên, Thảo nói là nó có rất xúc phạm Ngọc, là nói là mày nói là mày chơi với anh Dũng là hơn 45 thì có bố mẹ mày chơi thì có. Thì hôm nay Ngọc nói luôn, Ngọc với anh Dũng Trọng nhé, là hàng xóm với nhau từ nhỏ, từ thời nói thẳng là mặc quần thủng bít. Đấy là nói thế để cả nhà hiểu, chứ mình không phải, đấy là nó là sự thật, nó là như vậy, chứ không phải là cái gì. Đấy là nói về anh Dũng. Còn anh Hiệp thì Ngọc cũng là em của anh Hiệp cách đây gần 10 năm. Vào năm 2018 Ngọc cưới con gái, anh có ra và Ngọc cũng có làm một dự án với anh ở trong Lộc Hà, Hà Tĩnh. Đấy là nói về mối quan hệ, chứ Ngọc không hề phải ca tô với ai cả. Đấy là nói với cả Thảo nghĩ rằng là mình ca tô với Thảo thì, và Thảo lại thật ra ở đây là có một cái là Thảo chuyên đi nghe người khác nói. Mà chị Thảo có số của mình, nếu như Thảo nghe thấy người này là người ai nói, là ví dụ như chị Ngọc nói xấu Thảo đi, đấy là ví dụ, thì Thảo là người em, Thảo nhấc máy, chị ơi em nghe thấy ông A bà B nói là chị nó nói xấu em đúng không ạ, thì mình sẽ trả lời. Nhưng thực ra Thảo không gọi điện cho mình, Thảo không gọi điện, và mình là người có gọi điện cho Thảo là để là hẹn là em ơi em về dưới này đi, và còn mình không những gọi điện, mình còn nhắn cả cái tin là em ơi em về đi, vì lúc nào em về báo trước chị nửa tiếng hay một tiếng thì chị em mình uống cà phê, chị em mình nói chuyện với nhau cho nó thoải mái. Tức là đấy là mình đã từng gọi điện cho Thảo là như vậy luôn. Thế còn ở đây ý, thì trước khi vào cái câu chuyện để xảy ra việc đáng tiếc thì mình có nói chút lại một chút là như thế này.